Xin chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình học nhảy Moon Dancing cùng Tú Michael. Như số trước mình đã trình bày, chúng ta đang dừng lại ở những bước đi cơ bản trong bài Zero Care About Us, trong liên khúc Scream Zero Care About Us và In the Closet mà Michael biểu diễn trong History Tour. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với động tác này. Bây giờ chúng ta sẽ không cụ thể thêm về những cái bước đi đấy nữa. Chúng ta hãy bắt đầu ngay với những động tác mang phong cách đặc trưng của nhà Bình. Và cái động tác này thì chúng ta sẽ tham khảo một đoạn video nho nhỏ trong tour diễn của Michael Jackson. Vậy xin mời các bạn hãy xem trước đoạn video này. Và như các bạn đã thấy, đoạn video vừa rồi chúng ta đã thấy một loạt những động tác rất là mạnh mẽ của Michael. Mình có thể làm một số demo như sau. Hai bạn. Vâng, đấy, chúng ta hãy theo dõi một lần nữa động tác này. Động tác rất là nhanh và gọn của Michael Jackson. Hai bạn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về động tác này. Như đã nói lần trước thì chúng ta đã kết thúc bằng tư thế chốt ở đây. Ngực ưỡn, đầu nhìn thẳng và tay trái để lên tay phải trước, chân bằng vai. Và để tiếp nối động tác sau thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, chúng ta hãy đưa tay phải lên như vậy, chào, ngón tay chạm vào trán rồi thẳng. Đây là động tác thứ nhất, 1. Sau đó động tác thứ hai, chúng ta sẽ đưa tay phải chém thẳng lên phía trên, chéo một góc khoảng tầm 45 độ và mắt hướng lên. Đồng thời 1, 2, tay trái đưa lên cùng và chân trái rút về. Chúng ta xem lại, 1, 2, chân trái rút về, tay thẳng và hướng theo mắt, ánh mắt hướng theo tay phải. Đây là động tác thứ hai. Và thứ ba thì chúng ta sẽ chặt tay xuống, tay phải chặt xuống. Ba. Đấy. Chúng ta hãy lưu ý động tác này, những động tác của trong bài Zero Care Verse này phải thật nhanh, gọn và dứt khoát. Chúng ta hãy xem từng động tác này. Chẳng hạn như là 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ dừng hình ở những cái động tác đấy. Chẳng hạn như sau, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đấy, chúng ta làm lại một lần nữa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chúng ta hãy tìm hiểu cái tempo của động tác này. Nó là theo 1, 2, 3. Một số người hay tầm nhầm nó là 1, xong rồi 2, 3 liền nhau. Nhưng bài này chúng ta chuẩn của nó là 1, 2, 3. Chúng ta hãy xem lại động tác này. Chuẩn bị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy. Chúng ta hãy xem lại một lần nữa động tác này theo nhịp đếm tempo là 1, 1, 2, 3. Chuẩn bị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy. Như các bạn đã thấy thì chúng ta đã làm 3 động tác đầu trong bài Zero Care About Us. Và cái tempo đó sẽ vẫn tiếp diễn như vậy. Và chúng ta hãy lưu ý là hãy quan sát đoạn video mà Michael biểu diễn thật là kỹ và nắm chắc tempo của đoạn nhạc này. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang động tác sau. Động tác tiếp theo như sau. 1 là đưa tay phải lên, cũng chào như động tác thứ nhất, nhưng lần này khác ở chỗ là chân phải thì chúng ta đưa sang bên phải. Và sau đấy 1 nhìn sang 2. Lần này chúng ta không đưa tay trái lên trên đầu như này nữa, chúng ta đưa phần ngực như này.
hai. Như chúng ta thấy, thì chúng ta hãy chặt tay thẳng, để tay thẳng và để tay phần hai tay cố gắng thành một đường thẳng như sau. Đấy, tay phía dưới phần ngực này một chút và vướng theo tay, vướng theo tay. Đấy. Thẳng, à đây, thẳng lên, không để tay phía phần trái nữa. Rồi, một, hai, hai. Sau đó động tác thứ ba là sau đó động tác thứ ba thì chúng ta sẽ gập tay phải xuống, xuống và đưa tay trái thẳng xuống dưới, xuống dưới. Sau đó bốn, giơ lên, giơ lên. Năm, lại ngược lại như thế, gập tay trái xuống, tay phải chỉ sang bên phải. Và tiếp theo cái phần năm này, động tác thứ năm trong cái khúc thứ hai này, thì chúng ta sẽ tiếp động tác thứ sáu. Thì chúng ta sẽ đập tay phải về chân phải. Rồi, sáu, rồi bảy, tám. Thì chúng ta sẽ làm cùng lúc như sau, đó là đưa tay trái quạt ra và dùng chân trái đập về, và cùng lúc đấy đưa đầu sang bên trái. Dùng từ đưa đầu thì hơi nhẹ, thì chúng ta hãy dùng từ đánh hẳn mặt sang bên trái. Thì chúng ta như những cái động tác cơ bản lần trước mình đã trình bày, là chúng ta phải dùng những cái động tác dứt khoát, đánh mắt các thứ đều phải thật là dứt khoát. Thì tiếp nối động tác thứ năm, thì chúng ta sẽ đập tay phải vào, năm, sáu, bảy, tám, tám cùng lúc với cả đánh mắt sang bên trái, năm này, sáu này, bảy, tám, về. Đây, chúng ta làm lại nhé. Chuẩn bị, một, hai, ba, sáu, bảy, tám. Rồi, và hãy nhớ là khi mà chân rộng thì chúng ta đưa hẳn chân về, và rộng càng vuông góc thế cả sàn càng tốt, rộng hẳn xuống cho thật mạnh mẽ. Chúng ta hãy làm lại khúc thứ nhất và theo từng tempo nhé các bạn. Chuẩn bị, một, hai, ba, một, hai, ba, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. À, như các bạn đã thấy là chúng ta có hai cách làm ở đây. Chúng ta có thể đập nhịp thứ sáu, đập với chân phải, và sau đó thì chúng ta giơ cánh tay trái, giơ chân chân trái thẳng hạ xuống, hoặc là chúng ta có thể làm như thế. Đó về tùy vào lúc đó thì chúng ta có thể xử lý sân khấu và làm theo cái cách của chúng ta. Nhưng thường là chúng ta sẽ làm theo cái cách là giơ cả tay trái, cả chân trái dập hẳn về phía chân phải để tạo sự mạnh mẽ. Chúng ta hãy làm lại nhé. Nào, đây là 5 này, 6 này, 7, 8. Đánh mắt sang hẳn về phía bên trái. Đúng rồi, chính xác như vậy. Chúng ta làm lại một lần nữa động tác này, khúc thứ nhất và khúc thứ hai của động tác Zero Cabalus. Chuẩn bị, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy chúng ta đã hoàn thành khúc thứ nhất và khúc thứ hai của bài nhảy Zero Cabalus, và chúng ta sẽ còn rất nhiều những động tác khác để tìm hiểu trong những số lần sau. Và chương trình đến đây là kết thúc. Xin gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.